Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định thành lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp dự án du lịch trên địa bàn. Theo quyết định, tổ công tác do Giám đốc Sở Du lịch làm tổ trưởng với thành viên bao gồm các ngành Công an tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao, Hiệp hội Du lịch tỉnh và lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Tổ công tác có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và dự án du lịch trên địa bàn tỉnh, chủ động nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp và dự án du lịch, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền. Theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết các khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền của các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết nội dung vượt quá thẩm quyền quy định. Chiều ngày 12 tháng 6, tại đồn biên phòng Bát Sát, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Nếu tôi là cán bộ đoàn. Buổi tọa đàm đã tập trung trao đổi, thảo luận các nội dung như khát vọng hy sinh, cống hiến của sĩ quan trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trách nhiệm của sĩ quan trẻ đối với việc quản lý, giáo dục, động viên giúp đỡ cán bộ chiến sĩ ở các tổ đội công tác trong chấp hành kỷ luật, pháp luật và quy định về đảm bảo an toàn trong đơn vị. Bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp của sĩ quan trẻ trước tác động ảnh hưởng tiêu cực của cơ chế thị trường và ngoài xã hội. Buổi tọa đàm là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng, góp phần bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức trách nhiệm, trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong, công tác, động cơ phấn đấu cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, cùng với chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong trường học, thiếu nhi vùng cao Lào Cai ngày càng được quan tâm tạo điều kiện tham gia các sân chơi bổ ích, nhất là trong dịp hè, từ đó bồi dưỡng phát triển năng khiếu, giúp các em mạnh dạn tự tin hơn trong học tập cuộc sống. Phóng sự được thực hiện tại thị xã Sapa. Đáp ứng nhu cầu của phụ huynh học sinh, những lớp học năng khiếu nghệ thuật như thế này đã được thầy giáo Nguyễn Văn Hiệu, giáo viên âm nhạc trường tiểu học Kim Đồng, thị xã Sapa duy trì từ nhiều năm nay vào mỗi dịp nghỉ hè. Ở trường, cháu rất thích những môn học âm nhạc và nghỉ hè mẹ cho cháu đi học piano giúp cháu tự tin hơn, mạnh dạn hơn. Dạy để với cái lớp như trình diễn thời trang, lớp MC chuyên sâu để cho các bạn đi phát triển toàn diện, bởi vì có nhiều em học sinh khi đến với cái lớp năng khiếu thì các em rất rụt rè, rất nhút nhát. Nhưng khi học xong một khóa tại trung tâm thì các bạn ấy sẽ tự tin hơn, hoạt bát hơn. Với những em nhỏ người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn của thị xã Sapa, được tham gia học vẽ, viết chữ thư pháp hay hát múa miễn phí như thế này luôn là niềm vui mỗi khi hè về. Duy trì tổ chức các hoạt động này từ năm 2019, câu lạc bộ Chung tay vì trẻ em Sapa đã tạo ra sân chơi bổ ích giúp các em phát huy được năng lực sở trường, đồng thời góp phần quản lý, giảm thiểu rủi ro cho trẻ trong dịp hè. Tuyên truyền cho các bạn tránh bị đuối nước này, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, chú trọng đến những cái định hướng nghề nghiệp cho các em sau này qua những cái hoạt động hè ở địa phương, như là những hoạt động vẽ và tạo ra những cái hàng thủ công mỹ nghệ. Để khích lệ thiếu nhi tích cực học tập sáng tạo, các cấp bộ đoàn thị xã Sapa đã phối hợp cùng ngành giáo dục tổ chức nhiều cuộc thi sân chơi tài năng bổ ích cho thanh thiếu nhi, như cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật thanh thiếu niên nhi đồng, thi chỉ huy đội giỏi, liên hoan tiếng hát thiếu nhi. Từ đó thu hút các em tích cực tham gia, phụ huynh nhiệt tình ủng hộ. Ở phụ huynh của các em học sinh cũng rất là ủng hộ cái việc mà học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa cũng như là tham gia những cái lớp học năng khiếu giúp cho các em phát hiện được cái năng lực của bản thân mình và những cái sở trường sở thích của bản thân và tạo một cái môi trường để cho các em phát triển được tốt nhất. Được quan tâm bồi dưỡng phát triển năng khiếu theo sở thích, học sinh vùng cao Lào Cai ngày càng mạnh dạn tự tin hơn trong học tập, cuộc sống. Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Lào Cai về kết quả công tác kiểm soát tài sản thu nhập năm 2022, toàn tỉnh có 2.241 người thực hiện kê khai tài sản thu nhập hàng năm. Có 1.866 người đã được công khai bản kê khai tài sản.
Nhìn chung, việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập tại các cơ quan đơn vị đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không có kiến nghị, phản ánh, yêu cầu kiểm tra, xác minh việc kê khai. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập. Việc kê khai của một số cán bộ chưa nghiêm túc, mang tính hình thức, hiểu chưa đúng, dẫn đến kê khai chưa đầy đủ thông tin. Thanh tra tỉnh sẽ tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng, nhất là kiến thức, nghiệp vụ về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, tăng cường kiểm tra giám sát, việc thực hiện quy định về kê khai tài sản thu nhập. Vào hè, thời tiết nắng nóng, oi bức, không chỉ các cửa hàng điện máy nhộn nhịp khách hàng, mà thợ sửa chữa điều hòa cũng đang chạy đua do nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt mặt hàng này ngày một tăng. Ngoài sửa chữa tại cửa hàng, thợ sửa điều hòa còn đến tận nhà để bảo dưỡng máy điều hòa theo yêu cầu của khách hàng. Theo khảo sát, giá các dịch vụ vệ sinh máy kiểm tra ga khoảng từ 80 đến 400 ngàn đồng một bộ. Đối với những lỗi nặng như hỏng lốc gió, cháy bảng mạch số, khách hàng có thể phải tốn hàng triệu đồng sửa chữa. Đối với khách hàng, khuyến cáo nên liên hệ với các trung tâm chính hãng hoặc các cửa hàng uy tín khi điều hòa gặp sự cố để đội ngũ thợ giỏi có thể xử lý nhanh tình trạng máy hư hỏng, lấy đúng giá dịch vụ và sử dụng thiết bị thay thế chuẩn chất lượng, giúp khách hàng hạn chế tốn kém về thời gian tiền bạc. Với không gian yên tĩnh, nguồn đầu sách phong phú và thủ tục mượn sách nhanh gọn, Thư viện tỉnh được nhiều học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố chọn làm điểm ôn thi hiệu quả, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào cuối tháng 6 này. Buổi đầu tiên theo các bạn tới Thư viện tỉnh để ôn thi, nhưng Lương Phương Mai, học sinh lớp 12 sử địa, trường trung học phổ thông chuyên đã rất hứng thú với không gian học tập này, đặc biệt là tại đây có rất nhiều đầu sách tham khảo phục vụ cho việc ôn luyện. Em thấy không gian thư viện thì khá là văn minh và cái việc bài trí sách vở thì em ấn tượng với số lượng đầu sách cũng như là cách bài trí rất là khoa học khi mà chia rõ là bên sách trẻ con và sách người lớn và cả cái cách trang trí cũng khác nhau. Nó sẽ khá dễ dàng để chúng em thuận tiện tra cứu thông tin. Thứ hai là đi học cùng bạn bè ở trong một cái không gian chung như thế này nó sẽ khiến chúng em có cái cảm hứng học tập hơn và có thể là sẽ học vào đầu hơn. Ngoài ra thì thư viện cũng rộng rãi và thoáng mát cũng sẽ khiến cho mình thoáng hơn khi mà đang phải áp lực ôn thi ạ. Với Nguyễn Thảo My, học sinh lớp 12A3, trường Trung học phổ thông số 1 thành phố Lào Cai, từ nhiều năm nay thư viện tỉnh là điểm đến thân quen vào dịp cuối tuần. Nhưng trong giai đoạn nước rút này, tất cả các ngày trong tuần My đều đến thư viện để ôn luyện. Thì trước hết đây là một cái nơi mà vô cùng mát mẻ vào mùa hè. Và thứ hai là đây là một không gian mà vô cùng yên tĩnh. Thế nên là em có thể đến đây cùng các bạn để cùng nhau trao đổi bài một cách dễ dàng hơn. Ngoài ra thì ở đây còn có rất nhiều tài liệu để cho bọn em có thể tham khảo và tiếp thu thêm các kiến thức mà bọn em chưa có ở trên trường lớp. Thư viện tỉnh dịp này trung bình mỗi ngày đón từ 150 đến 200 lượt độc giả, trong đó khoảng một nửa là học sinh lớp 12 đến ôn thi, tham khảo tài liệu. Để tạo không gian học tập tốt nhất cho các sĩ tử, Thư viện tỉnh Lào Cai đã có sự điều chỉnh bố trí hợp lý hơn. Chúng tôi cũng đã mở cửa thêm ngày thứ Bảy, Chủ nhật để cho các bạn có cái nhiều thời gian nhất đến với thư viện. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã bổ sung những cái nguồn sách tham khảo phục vụ cho việc học tập ôn thi của các bạn. Các cán bộ thử thư thì cũng đã hướng dẫn cho các bạn được tìm kiếm và tra cứu cái tài liệu học tập tốt nhất. Chúng tôi mong rằng những việc làm này thì cũng sẽ giúp cho các bạn học sinh có cái điều kiện ôn thi tốt nhất và đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Nhờ những nỗ lực của Thư viện tỉnh trong việc nâng cao chất lượng phục vụ độc giả đã tạo thêm một địa điểm ôn thi tốt cho các em học sinh cuối cấp trên địa bàn, cũng là giải pháp để thu hút ngày càng đông độc giả đến với thư viện. Chuyển sang các tin tức thời sự trong nước. Hiện cả nước còn hơn 38.000 công trình không đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy ngay khi đưa vào sử dụng hoặc qua quá trình cải tạo, sửa chữa, thay đổi công năng. Thông tin được đưa ra tại cuộc họp ngày 12 tháng 6 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì nhằm tháo gỡ khó khăn liên quan đến quy định phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở công trình xây dựng. Theo đó, hầu hết các vướng mắc đều có trước khi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn phòng cháy cho nhà và công trình có hiệu lực. Hiện Bộ Xây dựng đang phối hợp với Bộ Công an xây dựng dự thảo nghị quyết của Chính phủ, đề xuất phương án các công trình không có khả năng khắc phục theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn đã ban hành sẽ được áp dụng một số biện pháp kỹ thuật tăng cường, bổ sung nhằm nâng cao an toàn cháy nổ phù hợp với tình hình hiện nay.
5 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản Việt Nam chỉ đạt khoảng 3,5 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 30% so với cùng kỳ. Các mặt hàng thủy sản xuất khẩu đều giảm từ 13 đến 34%, trong đó tôm giảm mạnh nhất 34% và cá tra giảm 30%. Các thị trường lớn như Mỹ và Trung Quốc đều giảm kỷ lục là 50% và 26%. Biến động kinh tế toàn cầu là nguyên nhân chính khiến cho thị trường ứ động, giá xuất khẩu giảm, hàng tồn kho tăng cao. Trong khi đó, giá thành sản xuất trong nước tăng do chi phí đầu vào cao, khó tiếp cận vốn, người nuôi lao đao. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam dự báo thị trường xuất khẩu sẽ phục hồi mạnh từ quý 3 và tăng tốc trong quý 4. Các doanh nghiệp cũng tích cực tiết giảm chi phí, đa dạng sản phẩm và xúc tiến thị trường. Doanh nghiệp thủy sản đang kỳ vọng giải pháp tín dụng để tháo gỡ phần nào khó khăn hiện nay. Tại xã Đạ Sa, huyện Lạc Dương, khu vực giáp danh với thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đang xảy ra tình trạng hàng loạt cây thông già thuộc rừng phòng hộ bị kẻ xấu chĩa thả bằng cách bơm hóa chất vào gốc cây để chiếm đất. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã xác định có khoảng gần 100 cây thông hàng chục năm tuổi đang vàng lá hoặc đã chết khô. Gốc cây có những lỗ khoan sâu khoảng 10 đến 15 cm, rồi bị lâm tặc bơm hóa chất vào để đầu độc. Khu vực rừng thông phòng hộ bị phá hoại rộng khoảng 3.000 m² và có dấu hiệu chiếm đất canh tác. Theo người dân sống trong khu vực thì đất tại đây có giá trị rất lớn, có thời điểm lên tới 2 đến 3 tỷ đồng cho 1.000 m². Hiện Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhiêm đang triển khai các biện pháp bảo vệ hiện trường, bảo vệ rừng và điều tra xác minh đối tượng phá rừng. Nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tăng cao cũng là lúc những bài quảng cáo thiết bị tiết kiệm điện liên tục xuất hiện trên các trang mạng. Với giá từ 200 đến 400 nghìn đồng, các thiết bị này được quảng cáo có thể giảm tiền điện hàng tháng xuống còn một nửa. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, Trung tâm Điện tử Viễn thông, Bộ Công Thương khẳng định tất cả những nội dung quảng cáo thiết bị tiết kiệm điện này đều là lừa đảo. Những thiết bị này không hề có tính năng tiết kiệm điện mà còn làm tốn thêm tiền điện hàng tháng. Giao bán tràn lan những thiết bị này, mỗi ngày những đối tượng gian thương thu về một khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Còn người dân chịu cảnh tiền mất tật mang do cho tin vào lời quảng cáo không hiệu quả trả lại tiền của những chủ hàng ảo. Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi thư đề nghị tới Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO để thúc đẩy việc Washington tái gia nhập tổ chức này. Tuyên bố Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ việc Washington gia nhập lại UNESCO cần có sự đồng ý của các thành viên hiện tại của tổ chức này. Và Washington ghi nhận ban lãnh đạo UNESCO sẽ chuyển đề xuất của Mỹ tới các nước thành viên những ngày tới. Nội dung đề xuất vẫn được giữ kín. Mỹ và UNESCO đã có quan hệ đầy sóng gió trong 4 thập kỷ qua, sau khi tranh cãi chủ yếu về các vấn đề tư tưởng trong chiến tranh lạnh và xung đột Israel-Palestine gần đây. Ngày 12 tháng 6, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã bắt đầu cuộc tập trận trên không tại một căn cứ không quân gần vùng Hanover của Đức. Cuộc tập trận kéo dài tới ngày 23 tháng 6, có sự tham gia của lực lượng đến từ 25 quốc gia, trong đó Đức là địa điểm tập trận chính và nắm quyền chỉ huy cuộc tập trận. Tham gia tập trận có tổng cộng 10.000 binh sĩ và 250 máy bay, trong đó Mỹ góp khoảng 100 máy bay và Đức là 70 máy bay. Theo kế hoạch, các cuộc tập trận sẽ tập trung tại các căn cứ không quân ở Đức và một số địa điểm khác ở Hà Lan và Cộng hòa Séc. Cuộc tập trận này được cho là sẽ ảnh hưởng phần nào tới hoạt động giao thông hàng không dân dụng ở châu Âu, dù giới chức Đức khẳng định tác động sẽ chỉ ở mức hạn chế. Theo cảnh báo của Liên Hợp Quốc, trong 10 năm qua, thế giới đã không đạt được tiến bộ trong việc thúc đẩy bình đẳng giới. Báo cáo của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, mặc dù các phong trào xã hội và các nhóm hoạt động vì quyền của phụ nữ gia tăng, song những chuẩn mực xã hội mang tính định kiến và cuộc khủng hoảng phát triển con người trầm trọng hơn do đại dịch COVID-19 đã cản trở tiến trình giải quyết vấn đề bất bình đẳng. Kết quả thu thập dữ liệu từ năm 2010 đến 2014 và từ năm 2017 đến 2022 tại các quốc gia và vùng lãnh thổ chiếm 85% dân số toàn cầu cho thấy gần 9 trên 10 người, bao gồm cả nam giới và nữ giới, có thành kiến cơ bản đối với phụ nữ và tỷ lệ người có ít nhất một định kiến hầu như không thay đổi trong thập niên qua. Người phát ngôn chính phủ Thái Lan cho biết, Thủ tướng nước này đã thừa nhận kế hoạch 5 năm 2023-2027 để định hướng phát triển y học cổ truyền và y học thay thế tại địa phương.
Kế hoạch này không chỉ nhằm tăng cường an ninh y tế mà còn góp phần thúc đẩy lĩnh vực du lịch, chăm sóc sức khỏe, thu hút thêm nhiều du khách quốc tế đến Thái Lan vì mục đích y tế. Kế hoạch có 3 mục đích chính, trong đó có việc đảm bảo các bệnh viện, nhà máy sản xuất thuốc dược liệu đạt tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt GMP và phát triển các trung tâm chăm sóc sức khỏe Thái Lan để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, kế hoạch cũng hướng đến mục tiêu nâng cao niềm tin của công chúng vào y học cổ truyền Thái Lan và tăng số người sử dụng thuốc thảo dược để chữa các bệnh nhẹ. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự 9:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.